Hello các bạn, lâu Hello, lâu quá rồi Lily không có quay video. Hai tuần vừa rồi Lily rất là bận bởi vì Lily có thi giữa kỳ. Cho nên là Lily không có giờ để quay. Nhưng mà hôm nay thì cũng hơi rảnh được chút xíu, thành ra Lily sẽ làm một cái video make up chit chat giống như bữa trước nữa. Bởi vì Lily thấy là quay như vậy rất là vui, và các bạn có vẻ rất là thích cái thể loại video đó. Và hôm nay thì Lily cũng muốn khoe với các bạn những cái sản phẩm make up mà Lily mới sắm gần đây. Trên mặt của Lily thì đã có cái lotion này của Dr. Balmer, là cái này Lily mua ở The Face Shop. Và đây là một cái dòng sản phẩm mới Lily thấy mới có ở đây, Lily không biết là ở bên châu Á thì nó có lâu chưa. Packaging rất là đẹp và Lily rất là thích. Có điều là cái kem này á, nó rất là mắc tiền. Lily mua cái hũ kem này tới tận 45 đồng ca. Cái kem này chỉ cần dùng một chút xíu thôi là cái da mình nó đã giống như là nó đã đủ rồi. Còn khi nào mà Lily lỡ dùng quá tay á, coi như là chỉ hơn cái đó ngón tay một chút xíu thôi là cái mặt Lily nó sẽ bị dính. Rất là khó chịu, như là cả ngày luôn nó cũng không có thấm hết vào da mà nó cứ dính trên mặt á. Và ví dụ như mà bạn dùng cái này chung với lại một cái loại dầu nào khác hoặc là da thì nó không có được hòa quyện tốt cho lắm á. Nó chỉ tốt khi mà dùng một mình thôi. Và cái kem này là Ato Salt Cream, và họ nói á, là trong cái kem này nó có muối từ biển đen á, thành ra là rất là tốt. So Lily cũng thật sự á, nói thật sự là không thích cái kem này lắm, nhưng mà tại vì bị mất receipt rồi thành ra là không có đem trả được. Ok, bây giờ tiếp theo thì Lily sẽ khoe với các bạn một cái kem chống nắng mới. Cái này của Shiseido, và Lily rất là thích cái loại kem chống nắng này. Nói chung nó là một cái loại kem chống nắng trường tồn trong cái lĩnh vực kem chống nắng. Nhưng mà cái này Lily thích là bởi vì nó là một cái loại spray rất là tiện, và nó trong veo giống như nước vậy, chứ nó không có bị trắng trắng. Khi nó đánh lên thì cái da nó sẽ trắng trắng, Lily không có thích như vậy. So bây giờ Lily sẽ xịt lên trên mặt. Nó rất là mát, và các bạn thấy là nó không có hiện lên da một chút xíu nào luôn. Và mùi thơm, Lily rất là thích cái mùi thơm của Shiseido. Lily rất là recommend các bạn thử cái này. Tiếp theo là Lily có một cái foundation mới Lily rất là exciting để dùng. Đó là Naked Urban Decay, Naked Skin của Urban Decay. Và màu của Lily là màu số 4, bởi vì da của Lily nó hơi đen đi một tí, thành ra cái kem mà Make Up Forever nó không có cái kem Make Up Forever thì nó hơi bị trắng quá. Với lại mùa hè thì Lily cũng muốn đổi thử là dùng cái này á có tốt hơn không. Thì lúc mà Lily thử ở Sephora thì Lily rất là thích, bởi vì cái này nó có water base, là nói chung là rất là lỏng, cho nên là nó lên da rất là tự nhiên, giống như nó hòa quyện vào da luôn. Mới đầu Lily tính thử cái Tarte Rainforest Up the Sea á, tại vì Lily nghe nhiều người khen quá. Mà Lily nhớ là hồi xưa Lily có lúc mà nó mới ra Lily đã thử rồi, và nó không có được đẹp lắm trên da của Lily. Không biết tại sao, nó mặc dù nó cũng là water base, nhưng mà lúc mà đánh lên da của Lily, những cái chỗ nào mà có kiểu khuyết điểm á, thì nó thấy rất là rõ luôn. Lily cũng không biết tại sao, thành ra là cái chị mà bán hàng á mới khuyên Lily là đừng có nên lấy cái đó, bởi vì chị cũng bị cái vấn đề y chang như vậy. So chị kêu Lily thử cái kem này thì để coi, tại vì cái da của Lily thì cũng không có cần che phủ nhiều, chủ yếu là
cho nó đều cái màu da. Cái kem này nó siêu lỏng luôn á, khi mà đánh lên trên da các bạn không có thể nào mà cảm nhận được là nó đang ở trên da, thành ra là rất là thích. Cái lúc mà Lily thử trong tiệm, cái sau mà Lily để trên mặt cũng như là nguyên cái ngày hôm đó luôn á, thì cảm giác rất là tuyệt vời. Thành ra là Lily hy vọng Lily sẽ thích cái kem này. Lily bắt đầu thích cái tóc mái này rồi ấy, như là muốn để lâu dài luôn. Hồi trước tóc nó dài ra Lily tự cắt lại luôn. Ok, tiếp theo thì Lily muốn quen với các bạn một sản phẩm mới, đó là cái kem mà hợp phấn setting này của Tony Moly, tên là Cat Wing Clear Pack. Thì cái này ở Việt Nam chắc là các bạn không có xa lạ gì rồi, bởi vì ở Việt Nam thì mỹ phẩm Hàn Quốc rất là nhiều. Nhưng mà Lily mới biết cái này và Lily rất là thích, bởi vì packaging rất là dễ thương. Và cái phấn này cũng rất là good, bởi vì nó khá là nhẹ mà nó không có làm cho cái da của Lily bị trắng thêm á, thành ra là Lily khá là thích. Bây giờ thì chắc là Lily sẽ đánh mắt. Hôm nay thì chắc Lily sẽ đánh kiểu bronzer, like summer bronze, you know. Và Lily có một cái sản phẩm này Lily rất là thích từ cách đây mấy mùa hè rồi, nhưng mà lâu quá rồi Lily không dùng. Cái xong bữa trước ngồi dọn cái tủ makeup á thì thấy cái này là một cái eyeshadow của Josie Maran. Trong này thì nó có nước dừa, thành ra là nó rất là tốt cho cái vùng da nhạy cảm của mắt của mình á. Và cái này là một cái loại eyeshadow mà bằng nước nó rất là đẹp luôn á. Chỉ còn đánh một cái màu này lên thôi là đã thấy đẹp rồi, không cần đánh cái gì khác nữa hết á. Cách đây 2 mùa hè Lily mua cái này và Lily thích kinh khủng luôn. Xong rồi lâu quá cất cái không để ý. Thì bây giờ Lily... Và cái màu này là màu Rio the Rose Gold. Lily không biết là ở Việt Nam thì có bán đồ của Josie Maran không, nhưng mà cái hãng này á nó có rất là nhiều đồ mà kiểu như là rất là tốt, vừa makeup mà vừa có skincare trong đó luôn. Thì nó là một cái hãng khá là tuyệt vời nếu như mà bạn nào muốn check out. Đó, các bạn thấy không, nó có hiệu ứng như là mắt ướt, nó rất là đẹp. Lily đang dùng bảng Too Faced Chocolate Bar và đánh cái màu Salted Caramel. Ok, tiếp theo thì Lily sẽ đánh màu Kitten của Stila, bởi vì nó là một cái màu rose gold rất là đẹp. Ok, tiếp theo thì Lily sẽ dùng một cái cọ bút chì và Lily đánh ở dưới cái lower lash line để giống như là cái mắt nó smoky a little bit, như là cho nó cân bằng á, tại vì ở trên nó có nhiều màu quá mà ở dưới nó không có gì thì cười cười với nó. Ok, tiếp theo thì Lily sẽ dùng cái bút chì của Maybelline quen thuộc, là một cái bút chì màu nâu để kẻ mắt. Cái lông mi của Lily á, bây giờ nó đang trong một cái tình trạng rất là khó chịu, bởi vì cách đây một tháng Lily có đi uống mi và Lily không biết sao, nói chung là chắc là uống công quá. Xong bây giờ có cọng những cái lông mi mà nó rụng rồi, xong rồi nó mọc ra thì nó thẳng đuột rồi. Còn có vài cọng mà nó từ cái lúc uống mi tới bây giờ nó vẫn còn quăng tít thò lò, thành ra là nó không có đều, nhìn cái lông mi khó chịu dễ sợ luôn. Sau một lần mà Lily bấm lông mi á thì những cái mà nó đã cong rồi á nó quăng tít thò lò luôn, nhìn rất là kỳ.
Nhưng mà biết sao bây giờ, đã lỡ rồi. Hôm nay thì Lily có một cái mascara mới là của L'Oreal. Cái này là Voluminous Lash Paradise. Và người ta nói là cái mascara này là dupe của Too Faced, bởi vì là cái packaging nó rất là giống cái mà cái cây màu hồng mà Better Than Sex á. Thì Lily thấy là rất là giống thiệt. Mà Lily coi rất là nhiều review thì công nhận là cái cây mascara này nó rất là tuyệt vời. Có điều là bây giờ cái lông mi của Lily nó hơi lộn xộn á, thành ra là đánh lên là các bạn sẽ không có thấy rõ là nó giúp cho lông mi mình dài dữ lắm. Với lại cái wand này á, một lần mà kéo lên nó pick up rất là nhiều sản phẩm luôn á, thành ra Lily phải vuốt 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 bớt cho nó khỏi có clumpy trên cái lông mi của mình. Thấy không? So bây giờ mắt đã xong rồi, Lily sẽ chuyển sang phần môi. Và hôm nay môi thì Lily cũng có hai sản phẩm mà Lily cực kỳ thích, Lily đã dùng trong vòng tháng vừa rồi á. Cái đầu tiên á là một cái ống son dưỡng của Tarte tên là Rainforest of the Sea, nói chung là nó cũng nằm trong cái dòng đó luôn, tên là Quench Lip Rescue. Và Lily mua cái màu nude. Packaging nó như thế này nè, siêu đẹp luôn. Lily không biết là video lần trước Lily đã khoe cái này chưa ta. Nhưng mà Lily rất rất là thích. Và cái cây son dưỡng này á, Lily nghĩ là nó còn xứng đáng hơn là son của Dior nữa. Nhưng mà nhắc tới Dior thì Lily sẽ khoe các bạn một cái son Dior mới mà Lily mới sắm. So, nói chung là cái ống son này các bạn đánh không gì thôi á, nó cũng đẹp nữa, nó có một cái độ bóng tự nhiên và nó có một chút xíu màu rất rất là đẹp. Nhưng mà thường thì Lily chỉ đánh lên để giống như là dưỡng môi thôi, xong rồi Lily đánh một cái son khác. Nhưng mà nhắc đến son Dior thì Lily muốn khoe với các bạn cái này là Dior Lip Scrub. Thì cái này nó rất là giống với cái Dior Lip Glow. Nhưng mà lúc mà Lily mua Dior Lip Glow thì Lily thấy nó chỉ giống như là một cái son dưỡng thôi, mà tại sao phải trả 45 đồng quá là mắc. Nhưng mà lúc mà Lily phát hiện ra cái cây này thì Lily rất là thích, bởi vì nó vừa là son dưỡng nhưng mà nó có đường ở trong này, xong khi mà cái môi bạn bị khô bạn có thể rub 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 trên, có thể chà lên trên cái môi á, và cái da chết nó đi liền luôn, thì môi nó căng mọng lên và nó ửng hồng rất rất là đẹp. Và Lily thấy là cái cây son như vậy thì nó mới xứng đáng cái đồng tiền, bởi vì cái cây kia nó chỉ là dưỡng môi thôi, thành ra Lily thấy không có đáng dùng nhiều như vậy. Và cái này thì Lily mua màu 001, thành ra là nếu mà bạn nào mua hay bị khô và rất muốn dùng son Dior nhưng mà thấy cái cây Dior Lip Glow không có xứng đáng thì có thể thử cái cây này. Ok, tiếp theo là một cái sản phẩm mà Lily cực cực kỳ thích luôn khi mà Lily phát hiện ra là cái hiệu Lancôme nó quyết định ra cái cây. Cái này gọi là matte shaker. Ngày xưa thì nó có cái juicy shaker, thì cái đó cũng là một cái loại son dưỡng. Lily rất rất là thích cái concept đó và rất là thích kiểu dáng của cây son đó. Nhưng mà khi mà Lily thử thì thấy nó giống như là một cái loại son dưỡng giống như là oil thôi, và Lily có rất rất là nhiều những cái đó rồi và Lily không muốn là mua một cái như vậy nữa. Nhưng mà khi mà họ ra cái sản phẩm này thì Lily rất là thích, bởi vì cái này á nó là một cái dạng giống như là cushion nhưng mà nó lên màu rất là đẹp. Và nếu mà nói là nó thật sự matte thì Lily nghĩ là nó không matte lắm đâu, nhưng mà trước khi dùng á mình có thể check check gì này rất là vui, và nó sẽ lên màu ở trên cái đỉnh cushion này nè, xong rồi mình sẽ đáp ở trên môi thì cái màu lên rất là tốt. Nhưng mà nó nếu mà gọi là giữ được lâu thì Lily không nghĩ là nó giữ được lâu, tại vì nó rất là thoải mái trên môi á. Cái này Lily nghĩ rất là giống với lại mấy cái son của Hàn Quốc như là Peri Peran, mặc dù Lily chưa bao giờ được thử, nhưng mà Lily nghĩ là cái thể loại nó giống. Tiếp theo là một cái sản phẩm của Too Faced nữa mà Lily thích rất là lâu rồi, nhưng mà Lily thấy cái giá tiền nó hơi cao. Với lại Lily nghĩ là phấn mà màu kiểu cam đào Lily có nhiều, nhưng mà khi mà Lily đã thử lên rồi thì Lily thấy là cái sản phẩm này nó khác. Đó là cái hộp Too Faced Sweetheart Perfect Flush Blush. Lily mua màu Sparkling Bellini.
và Lily giữ lại cái packaging bởi vì quá là đẹp luôn á. Sản phẩm của Too Faced packaging lúc nào cũng rất là công chúa và rất là chi tiết, Lily rất là thích. Thậm chí là cái hộp này, hộp giấy thì Lily không có khoái lắm, nhưng mà Lily vẫn thích những cái họa tiết trên đây. Nó giống như là nó vừa hồng vừa cam mà nó có một cái độ lấp lánh nó rất là xinh luôn á, không thể nào tưởng tượng được. Với lại cái phấn này rất là đậm nha, các bạn đánh phải cẩn thận, phải đánh chút xíu thôi chứ không là nó sẽ bị quá đà. Đó, các bạn thấy không, nhìn giống như là má mình đi ra ngoài nắng, má mình nhìn cái mặt mình giống như là mình đi ra ngoài nắng, cái xong rồi nó ẩn hồng lên, nó rất là đẹp luôn, chứ nó không có giống với những cái phấn má hồng đào khác mà Lily có. Tiếp theo thì Lily sẽ dùng một cái sản phẩm nữa của Too Faced. Cái này là Ray of Light, thì là một lần nữa packaging siêu đẹp luôn. Công nhận Too Faced nó rất là biết cách làm ăn. Và Lily sẽ đánh cái này lên trên cái má hồng của Lily hồi nãy cho nó coi như là lấp lánh lung linh. Lily không biết tại sao có rất là nhiều người ghét cái sản phẩm này, nhưng mà Lily thì rất là thích, bởi vì Lily thấy là nó, mặc dù là nó không có bóng lồng lộn giống như của Becca này nọ, nhưng mà nó đối với da của Lily đánh lên nó tan chảy vào trong cái da, nó nhìn rất là đẹp luôn á, chứ không có nhìn không phải như là bạn đánh highlight. Các bạn thấy đó, như là nó glow like so pretty, nhìn rất là tự nhiên và Lily rất thích. Bởi vì mùa hè nữa, thành ra cũng không có muốn đánh mà nhìn cái mặt mình giống như là quá trời make up á. So Lily rất là thích cái này. Nhưng mà nói vậy thôi chứ vẫn phải đánh thêm highlight nữa. Tiếp theo thì Lily sẽ dùng cái hộp này của Charlotte Tilbury Film Star Bronze and Glow. Lâu rồi Lily không có đánh cái hộp này á. Thì bữa trước Lily mới coi một cái tutorial của Charlotte Tilbury thì Lily thấy mình có cái hộp này mình nên xài, bởi vì cái highlighter trong cái hộp này cũng rất là đẹp và rất là tự nhiên. Và sau đó thì Lily sẽ đánh contour một chút xíu và Lily dùng cái sculpting powder của cái này luôn. Sau đó thì Lily sẽ dùng MAC Fix Plus để set cái này. Wow, Lily rất là thích cái finish của cái foundation này nha. Đó là nhìn siêu tự nhiên luôn. I like. Thật sự mà nói nha, Lily rất là ghét cái spray của cái Fix Plus này, bởi vì nó cứ xịt thẳng vào mặt mình, nó không cứ tỏa ra cho nó thoải mái. Một lần Lily xịt lúc nào Lily cũng hay bị gọi là giật mình á. Oh my gosh, cái mascara này nó làm cho cái lông mi mình dài thiệt á các bạn ơi. Nếu mà ở Việt Nam có, các bạn nên mua và nên thử đi, bởi vì Lily recommend. Lily không thích cái màu son này lắm. Maybe Lily sẽ đánh đánh lip gloss lên nhỉ. Cái này là ok. Hôm nay Lily sẽ dùng lip gloss của Buxom, đây là Lily. Lily không biết là bây giờ có thể còn mua cái cây này không, nhưng mà cách đây mấy năm á, Buxom nó ra một cái line kiểu như là lip gloss mà có tên của tất cả mọi người á, thì Lily kiếm được màu Lily và Lily rất là hạnh phúc. Bởi vì đôi khi á, những cái sản phẩm mà nó có tên của mình á, cái tên của mình á thì không phải là cái màu mình thích, nhưng mà cái sản phẩm này là một cái sản phẩm mà Lily phải nói là một trong những sản phẩm tốt nhất mà Lily từng mua từ trước tới giờ. Tại vì nếu mà nói về lip gloss á, là Buxom là nổi tiếng về lip gloss luôn, nếu như là cái lip gloss của họ rất là tốt và cái độ bóng và trong này nó có chút bạc hà nữa, khi mà đánh á thì cái môi mình nó căng mọng lên rất là đẹp, rất là tự nhiên. Và cái độ bóng của Buxom thì phải nói là siêu đỉnh luôn. Cho nên là nói về son bóng là Buxom là số 1. Hôm nay mình make up lộng lẫy quá, nhưng mà
không có chuyện gì để làm hết. Ok, Lily hy vọng là các bạn enjoy ngồi tâm sự bà tám với Lily hôm nay. Lily sẽ cố gắng quay nhiều video hơn trong mùa hè này bởi vì Lily học sắp xong rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời giờ xem video của mình và giống như là ủng hộ Lily trong thời gian qua. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau ha. Bye.